Đây là video phần 2 của video Ông Hoàng của sự may mắn, đụng đâu là thần khí đó. Vừa nhìn thấy Bình An, Hắc Cẩu liền đứng dậy tránh sang một bên. Cậu không ngờ thay vì tỏ ra dễ thương để cậu chấp nhận cho nó ở lại thì nó lại thành thật đứng dậy rời đi. Nhưng chưa được bao xa nó lại nằm một đống dưới gốc đào thụ. Bình An tới trước mặt nó hỏi nó đang muốn tìm cơ hội ăn vụng gà của cậu sao. Hắc Cẩu buồn nhưng không thể nói. Nó chưa bị Phượng Hoàng gà ăn thịt đã là đại ân đức rồi chứ nói gì đến việc nó ăn gà của cậu. Bỗng cậu nhận được thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ trước còn chưa hoàn thành sao đã xuất hiện nhiệm vụ khác rồi. Sau 10 ngày lập tông mới phải lập thu đồ đệ 1 vạn. Bình An hóa đá, cả Khinh Duyên Trấn có bao nhiêu người, cậu biết tìm đâu ra nhiều tu luyện giả như vậy. Sự tức giận của Bình An lên đến đỉnh điểm khi biết được hậu quả của cậu khi không hoàn thành nhiệm vụ này, đó là tiểu đệ đệ của cậu bị giảm chiều cao xuống còn một nửa. Đúng lúc này Cung Lão xuất hiện, cậu vui vẻ chào đón ông. Cung Lão đến đây là muốn cảm tạ cậu đã ra tay giúp họ, nhờ vậy việc lập tông môn đã nhanh chóng được thực hiện lại. Cung Lão định nói với cậu về Hắc Long, quay qua lại nhìn thấy nó trong hình dạng Hắc Cẩu ngoan ngoãn nằm trong sân viện của cậu. Bình An quay lại thắc mắc tại sao Cung Lão lại bày ra bộ dạng sợ hãi vội vã lùi về sau. Cung Lão không ngờ con Hắc Long lại xuất hiện ở đây, ông sợ nó sẽ trả thù ông vì đã nói xấu nó trước mặt Bình An. Nhưng nếu nó đã xuất hiện ở đây tức là nó đã bị Bình An thu phục nên ông không cần phải sợ nó nữa. Hai người tiếp tục nói về việc lập tông môn. Bình An ngại ngùng hỏi ông họ có thể chiêu được 1 vạn đồ đệ trong 10 ngày không. Cung Lão không cần suy nghĩ liền khẳng định với cậu là được, và để làm được điều đó ông muốn mượn con Hắc Cẩu của cậu. Nhìn biểu hiện sợ hãi vừa rồi của Cung Lão cùng với việc ông từng nhắc tới gần đây có xuất hiện yêu thú, cậu đoán con Hắc Cẩu này có thể nào chính là yêu thú đó. Trên sách tu luyện cũng từng viết, một số yêu thú có vẻ ngoài bình thường nhưng ẩn sâu bên trong là sự khát máu cuồng loạn. Nếu con Hắc Cẩu thật sự là yêu thú thì không chỉ gà của cậu mà Tô Linh cũng sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi biết lý do Cung Lão muốn mang con Hắc Cẩu này đi thì cậu càng khẳng định con Hắc Cẩu này chính là yêu thú đó, liền gấp gáp kêu ông mang nó đi. Được sự đồng ý của cậu, Cung Lão vui vẻ ẵm Hắc Cẩu rời đi. Hắc Cẩu cầu cứu lão tổ cá nhưng nó chỉ nhẹ nhàng trấn an nói với Hắc Cẩu buổi tối có thể trốn về. Nhìn bọn họ rời đi, cậu không biết liệu chuyện này có thuận lợi hoàn thành không. Cậu cũng muốn đi qua hiện trường để thể hiện tài năng của mình cho mọi người thấy nhưng cậu lại không tự tin người khác có thể nhìn thấy tài năng của cậu. Cung Lão vừa đưa Hắc Cẩu về tới tông môn mới, nó đã trách mắng ông vì đã làm nó tổn thất rất nhiều cơ duyên. Thấy nó tức giận, Cung Lão liền xoa dịu nói ông làm vậy là để giúp nó vì tiền bối không thích người tham lam. Nghe đến đây, Hắc Cẩu tưởng thật liền cảm ơn Cung Lão, còn giúp ông lập trận pháp hộ tông. Ngoài ra nó còn hào phóng đưa cho Cung Lão tất cả chiến lợi phẩm lúc trước nó giành được. Nhìn thấy hình dạng thật của Hắc Cẩu, Cung Lão không ngờ chỉ sau mấy ngày mà nó đã thay đổi rất nhiều. Ông tuyên bố ngay lúc mặt trời lên Bình An Tông sẽ bắt đầu chiêu thu đệ tử. Long Ngạo Thiên đứng từ xa quan sát. Nhìn thấy Hắc Long và pháp trận mà nó tạo ra, hắn lo lắng nghĩ đây là khảo nghiệm thần cấp cùng tiến hành với 3 phía mà Bình An tạo ra. Đầu tiên là dạy cho Thiên Vũ Đế Quốc một bài học. Thứ hai là muốn xem hắn có ra tay giúp đỡ Kháo Thiên Sơn hay không, và cuối cùng là khảo nghiệm với Kháo Thiên Sơn. Mọi thứ diễn ra mà không để lại chút vết tích tham gia nào. Ngạo Thiên kêu thuộc hạ chuẩn bị cho mình một phần đại lễ siêu cấp. Một đại lễ cần khi thế lực đỉnh cấp đại lục sinh ra. Đang ngồi trong sân viện, Bình An nhận được thông báo lập Bình An Tông hoàn thành. Cậu không ngờ năng suất làm việc của Cung Lão lại nhanh như vậy, lần sau nhất định cậu phải chiêu đãi Cung Lão thật tốt. Bình An kêu hệ thống rút đại phần thưởng vì cậu nghĩ dù sao cũng không rút ra được đồ gì tốt. Một chiếc bao nặng bay ra đè lên người cậu, Bình An nhìn kỹ nó không ngờ đó lại là phân bón siêu cấp. Thật không ngờ lần này rút bừa lại ra được thứ tốt như vậy. Nhận được phân bón, cậu liền gọi Tô Linh cùng mình đi trồng dưa hấu, xuống mua hạt giống, hóa thành người nông dân. Sau một hồi chăm chỉ làm việc, cuối cùng hai người họ cũng hoàn thành việc trồng dưa. Nhưng khi nhìn lại bộ dạng của bản thân, Bình An cảm thấy bản thân càng ngày càng giống thôn phu vùng núi. Nhờ phân bón siêu cấp, hạt giống trồng xuống chưa bao lâu đã mọc chồi non. Cầm bao phân bón trong tay, Bình An cảm thấy nó như bảo bối. Cuối cùng cậu cũng rút được đồ tốt chứ không phải những phế phẩm như những lần trước. Động vật và đồ dùng trong nhà nghe thấy lời cậu nói không khỏi cảm thấy nhột trong lòng. Phân bón mặc dù tốt nhưng họ vẫn phải chờ tầm nửa tháng nữa mới có thể ăn dưa. Nghe thấy mình chưa thể ăn dưa hấu, Tô Linh tỏ ra không vui. Thấy cậu vừa đi, cô liền lấy phân bón bón tiếp cho cây. Không ngờ bon tay bón nhiều quá khiến cây dưa phát triển nhanh một cách chóng mặt. Nghe thấy tiếng động, Bình An đi tới hỏi Tô Linh, cậu kinh ngạc nhìn dưa hấu đã lớn đến độ có thể ăn được rồi. Không ngờ chỉ một ít phân bón này mà đã thần kỳ vậy rồi. Nhưng khi quay qua nhìn bao phân bón đã vơi đi chỉ còn 1/3, cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe cậu hỏi, Tô Linh cố tình đánh trống lảng. Bình An bất lực, cậu không biết Linh Nhi thích ăn dưa đến mức nào mà có thể làm đến mức như vậy. Bình An kêu Tô Linh đi rửa tay rồi vào ăn dưa.
Nhìn miếng dưa trên tay, cậu thắc mắc liệu dưa hấu này ăn vào có bị làm sao hay không. Quay qua định kêu Tô Linh từ từ hãng ăn để cậu thử trước thì cậu đã thấy Tô Linh đang vui vẻ ăn dưa. Bình An lo lắng hỏi thăm xem cô ăn dưa có bị làm sao không. Khi biết cô không sao, cậu lại kêu cô ăn chậm thôi. Tô Linh không nghe cậu tiếp tục ăn. Cô nói nếu không ăn nhanh cậu sẽ mang dưa của cô chia cho người ngoài cửa. Bình An thắc mắc đi ra ngoài, không ngờ vừa mở cửa ra lại có một đứa trẻ đang đứng đó. Vừa nhìn thấy cậu, đứa trẻ đã cảm thấy hoa mắt. Bình An hỏi thăm nó nhưng lại không nhận được câu trả lời nào, cậu đã nghĩ nó là người câm. Cả người nó run rẩy trông rất đáng thương. Bình An đưa cho nó miếng dưa rồi bảo nó nhanh về nhà, đừng để người nhà lo lắng. Thấy cậu đã vào, đứa trẻ liền thở phào nhẹ nhõm, dọa chết bé rồi. Bình An đột ngột mở lại cửa khiến nó giật mình, thấy cậu đóng cửa lại lần nữa. Lần này đứa trẻ vội vã chạy đi, đây là lần đầu tiên nó bị dọa tới nỗi lời cũng không dám nói. Trước đó, nó đã may mắn gặp cậu trên trấn và theo sau cậu về tới tận đây. Sau khi chạy một khoảng khá xa, nó dừng lại dưới một gốc cây vui vẻ thưởng thức miếng dưa cậu đưa cho nó. Không ngờ vừa cắn được một miếng nó đã tăng lên một đại cảnh giới. Đứa trẻ nghĩ đây chính là cơ duyên Bình An cho nó, có vẻ nó vẫn còn nghĩ đơn giản về vị tiền bối này. Nó nghĩ tông môn phụ cận đột nhiên quật khởi có thể có liên quan đến cậu. Cầm ngọc bội trong tay, cậu bé nói với ông, có lẽ tông môn kia không đơn giản như họ tưởng tượng. Quay lại trong sân, Bình An lo lắng, sau này có lẽ cậu phải đóng kín cửa, phòng trường hợp phân bón này bị truyền ra ngoài sẽ rất phiền phức. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì rồi quay qua hỏi Tô Linh tại sao lại phát hiện được có người ngoài cửa, cô có tu vi đúng không? Tô Linh toát mồ hôi hột khi nghe cậu hỏi như vậy. Biết không thể tiếp tục giấu, Tô Linh ngả bài nói sự thật cho cậu. Bình An sốc nặng khi biết Linh Nhi có tu vi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu liền hỏi cô hiện tại đang ở cảnh giới nào. Tô Linh định nói ra sự thật nhưng Đào Thụ nấp đằng sau nhắc cô không được nói sự thật. Thấy cô trả lời ấp úng cứ luôn nhìn phía sau cậu. Bình An nghi ngờ quay lại đằng sau nhưng nó lại trống không. Bình An quay lại tiếp tục hỏi Tô Linh nhưng cô lại vừa nhìn sau lưng cậu vừa trả lời. Cậu quay lại kiểm tra lần nữa nhưng vẫn không thấy gì, ôm một đống thắc mắc đi vào trong nhà. Vừa vào trong nhà, Bình An đã lấy đĩa dưa ra uy hiếp Tô Linh ép cô phải nói sự thật. Trước sự uy hiếp của cậu, Tô Linh không còn cách nào đành phải nói sự thật là Đào Thụ đã kêu cô nói vậy. Bình An nhìn cây đào và nhớ lại những gì cậu đã đọc trong cuốn sách Vạn Vật Sống Lâu hoặc Tạo Hóa sẽ nắm giữ linh trí hóa linh thành tiên. Cây đào này cũng là hệ thống tặng, có lẽ nó cũng thần kỳ như bao phân bón kia. Hệ thống xuất hiện kêu Đào Thụ tự nghĩ cách giải quyết, nếu như bại lộ sẽ bị xử phạt. Không còn cách nào khác, Đào Thụ chỉ đành sử dụng phép khiến Tô Linh không khỏe để phân tán sự chú ý của Bình An. Thấy Tô Linh kêu đau đầu, Bình An vội vã tiến lại kiểm tra, cậu nghi ngờ Tô Linh đột nhiên đổ bệnh là do tác dụng phụ của phân bón. Bỏ qua mọi thứ, cậu bế Linh Nhi vào nhà nghỉ ngơi. Ở một nơi khác, Long Ngạo Thiên đang tu luyện thì đột nhiên bị Bạch Cổ Phong tấn công. Bạch Cổ Phong không ngờ chiêu vừa rồi hắn đã dùng rất nhiều uy lực mà Long Ngạo Thiên lại có thể nhẹ nhàng tránh được. Xem ra Tiểu Thuần không lừa hắn, Ngạo Thiên chắc chắn đã nhận được cơ duyên từ vị tiền bối kia. Long Ngạo Thiên tức đến bốc hỏa khi Bạch Cổ Phong đột ngột tấn công hắn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn liền tỏ ra rộng lượng không chấp Bạch Cổ Phong. Không quên cả khịa hắn lâu ngày không gặp mà vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn ở trình độ đại thừa đỉnh phong. Hai người không ai chịu ai, đứng cãi nhau từ sáng đến khi mặt trời nặn. Đang lo lắng, không hiểu tại sao Linh Nhi lại sốt cao thì có người gõ cửa. Khi biết người tới là Cung Lão, Bình An đã vui vẻ mời ông vào nhà. Vừa bước vào sân viện, Cung Lão đã bị choáng ngợp bởi vườn dưa của cậu. Hàm lượng của cỗ linh khí khổng lồ trên quả dưa nó còn mạnh hơn linh dược cao cấp gấp vạn lần. Thấy Cung Lão hứng thú với dưa của mình, cậu hỏi ông có cảm thấy những trái dưa này có linh dược không? Nghe ông nói không phải linh dược, Bình An liền thở phào. Vậy việc Tô Linh bị sốt có thể chỉ là do lạnh bụng do ăn quá nhiều dưa. Hôm nay tông môn khai tông đón khách cho nên Cung Lão muốn đến mời cậu đi hiện trường. Bình An mặc dù muốn đi nhưng hiện tại Tô Linh đang bị sốt cần người chăm sóc, cậu đành từ chối lời mời của Cung Lão. Trước khi rời đi, Bình An đã tặng ông hai trái dưa. Với cậu thì quả dưa này không có tác dụng nhưng đối với họ thì lại là thiên đại cơ duyên nên ông đã nhận nó. Trước khi ông rời đi, Bình An không quên nhắc nhở ông về việc thu một vạn đồ đệ. Ngày khai tông, mọi người túm tụng trước tông môn. Sau khi vui vẻ chào hỏi công chúa, ông liền lớn giọng hô khánh điển bắt đầu. Mọi người từng người lối tiếp nhau đi đến trước mặt Cung Lão chào hỏi. Thiếu chủ Luyện Ngục Tông đứng một chỗ quan sát tỏ vẻ khinh thường Bình An Tông. Hắn mắng pháo hôi số một quá ngu ngốc, đây chỉ là chiêu số lừa gạt đệ tử và đồ lễ. Họ quyết định sẽ trà trộn vào tông môn, nhìn hắc long trên trời hắn tự tin mình còn đủ sức đánh một trận với nó. Trước khi trà trộn vào, hắn không quên nhắc nhở pháo hôi số 1 nhiệm vụ phải bắt Mộ Dung Tuyết về. Đang nói chuyện, Tiểu Tuyết bỗng cảm thấy có gì đó liền quay lại thì thấy thiếu chủ Luyện Ngục Tông đang đứng một chỗ cười ngốc. Hắn kinh ngạc nhìn lên trời, chân đằng đằng,
Bạch Cổ Phong và Long Ngạo Thiên lần lượt tới chúc mừng tông môn mới. Hắn không ngờ tới ba thế lực và cường giả đứng đầu lại cùng nhau tới đây. Cung lão vui vẻ đi ra chào đón ba người họ. Sau màn chào hỏi không được yên bình cho lắm, cung lão liền mời ba người vào trong. Trước khi vào, Chân Đằng Đằng đã lấy ra một chiếc hộp, vừa mở ra bức tranh Long Phượng Trình Tường đã bay ra vô cùng lóa mắt. Cung lão kinh ngạc hỏi Chân Đằng Đằng đây có phải là trấn viện chi bảo của Thư Sơn Tiên Viện. Thấy Chân Đằng Đằng đã tặng quà, Bạch Cổ Phong cũng lấy linh mạch thượng đẳng ra tặng cho cung lão. Long Ngạo Thiên cũng không chịu thua hai người kia, hắn lấy ra linh mạch tuyệt đẳng tặng cung lão, nói cung lão hãy thả linh mạch thượng đẳng của Bạch Cổ Phong vào nhà vệ sinh. Bạch Sở Phong không chịu thua, tiếp tục lấy ra thẻ tử kim, cái này đáng giá tương đương với việc tặng nửa cái tụ bảo đường. Long Ngạo Thiên quyết không chịu thua, nói thiên tôn lâu của ông có thể tùy lúc nghe lệnh của tiền bối. Bạch Sở Phong lại nói, ông còn dẫn theo cháu của mình để gia nhập Bình An Tông. Hai bên không ai chịu ai tiếp tục tranh cãi nảy lửa. Nhìn những cường giả tranh nhau tặng bảo vật cho Bình An Tông, thiếu chủ Luyện Ngục Tông bắt đầu nghi ngờ phía sau tông môn này thực sự có sự tồn tại kinh khủng của ai đó. Tên cận vệ bên cạnh hỏi hắn có tiếp tục kế hoạch bắt Mộ Dung Tuyết nữa không. Tiếng động quá lớn đã thu hút sự chú ý của Tiểu Tuyết, cô lớn tiếng kêu cung lão có người chuẩn bị quấy rối ở đây. Vừa nói xong, ba vị cường giả kia mặt đằng đằng sát khí tiến tới chỗ thiếu chủ Luyện Ngục Tông. Chỉ nhìn qua ba người họ đã đoán ra tên chuẩn bị gây rối kia là người của Luyện Ngục Tông. Nhìn thấy gương mặt đáng sợ của họ cùng với lời nói hùng hổ sẽ diệt hắn, thiếu chủ Luyện Ngục Tông sợ hãi giải thích đó chỉ là hiểu nhầm, hắn chỉ tới làm khách mời thôi. Nghe hắn nói vậy, cung lão hỏi hắn có mang theo lễ không. Thấy biểu cảm hoang mang của hắn, ông nói lễ vật không cần lớn, chất lượng không được có thể dùng số lượng bù lại. Thiếu chủ Luyện Ngục Tông bất đắc dĩ lôi hết những thứ trên người làm lễ vật. Hắn giận tím người tự nhủ đợi ba người kia rời đi hắn sẽ tiêu diệt tông môn này. Lúc này, Hắc Long bỗng kêu lớn rồi hóa thành hình dạng hắc cẩu rơi xuống. Nó loạng choạng tiến về phía cung lão nói nó không thể đánh bại được người trên nó. Cung lão ngước lên kinh ngạc nhìn thấy tiên nhân. Trần Nghiêm Minh đứng phía trên vui vẻ, hắn không ngờ xuống thế gian một chuyến lại có thu hoạch lớn vậy. Trên người Hắc Long có long tinh chưa tiêu hóa hoàn toàn, sau này có khả năng lột xác thành chân long. Hắn dùng uy lực ra lệnh cho những người bên dưới bế trận pháp Hắc Long, nếu không hắn sẽ diệt cả tông này. Cung lão cung kính nói với hắn giao long thuộc về một vị tồn tại nào đó, nếu hắn muốn thì có thể đi hỏi ý kiến của người đó. Thấy họ không chịu giao Hắc Long ra, Trần Nghiêm Minh đếm ngược 3 giây cơ hội cho họ. Chưa kịp đếm đến một thì kiếm nhỏ đã xuất hiện phía sau hắn thách thức hắn dám động thủ. Trần Nghiêm Minh kinh ngạc khi kim linh tiên khí lại xuất hiện ở đây, hắn không ngờ tông môn này lại được kim linh tiên khí bảo kê. Hắn biết thực lực của hắn cung đấu không lại kiếm nhỏ, không nhiều lời liền co giò bỏ chạy. Thấy hắn chạy, kiếm nhỏ lao lên trước hắn giáng một cú làm hắn ôm đất. Kiếm nhỏ bước tới gần hắn kêu hắn cùng nó về tông môn quỳ xuống xin lỗi. Thấy Trần Nghiêm Minh dù bị thương nặng nhưng vẫn mạnh miệng nói mình sẽ không xin lỗi. Kiếm nhỏ đi đường quyền khiến hắn mặt mũi thâm tím, bộ dạng thảm hại quỳ trước tông môn thành thật hối lỗi. Kiếm nhỏ đưa hết những thứ có giá trị lấy từ người Trần Nghiêm Minh đưa cho cung lão rồi quay qua cảnh cáo hắn. Vừa nghe kiếm nhỏ đuổi mình đi, Trần Nghiêm Minh không một giây chậm trễ bay đi mất. Thấy mọi chuyện đã ổn, cung lão ho nhẹ thu hút sự chú ý của mọi người rồi thông báo tông môn chính thức thu đồ, trong vòng 3 ngày hạn 1 vạn tông đồ. 3 ngày sau, đang ngồi trong sân thì hệ thống thông báo nhiệm vụ thu 1 vạn đệ tử của Bình An đã hoàn thành. Hệ thống tiếp tục thông báo cậu đã thành công hoàn thành 900 nhiệm vụ, hệ thống thăng cấp tiền vào hình thức cuối cùng. Đến lúc đó hình thức ban thưởng sẽ căn cứ vào vật phẩm hoặc tu vi mà cậu chọn. Đọc thông báo, Bình An kinh ngạc, cuối cùng cậu cũng có được tu vi và trở lên mạnh mẽ rồi. Tiến độ tăng cấp từ 1% tăng dần đến 99% thì dừng lại. Đang tức giận vì tiến độ tăng cấp cứ dừng mãi ở 99% thì cậu phát hiện ra Tô Linh đang lén lút ra vườn dưa. Bình An giận đỏ mắt quay lại mắng cô không được ăn vụng dưa. Đang tranh cãi thì hệ thống thông báo thăng cấp hoàn thành. Cậu vui mừng ấn thử không ngờ mọi thứ đều như cũ, chỉ có một thứ thay đổi đó là giao diện hệ thống từ màu xanh biến thành màu vàng. Hệ thống đưa ra cho cậu hai lựa chọn hướng đi phát triển sau này. Một là hình thức phát động nhiệm vụ, hai là hình thức chiến lược. Nếu cậu lựa chọn hình thức số 2, hệ thống có thể cho cậu tu vi lúc bắt đầu và mỗi lần công phá cửa ải tu vi của cậu sẽ được tăng cấp. Nghe thấy vậy, không chút do dự cậu liền chọn hình thức số 2. Sau khi ấn chọn, cậu cảm nhận được cơ thể mình đã kết đan tầng 1. Bình An vui mừng đến phát khóc, cuối cùng sau 5 năm cậu cũng có được tu vi. Cậu phát hiện ra cơ thể mình như có một luồng khí có thể khống chế, đây có thể chính là linh khí mà tu luyện giả nói. Cậu háo hức muốn thử nó không ngờ lại thành công sử dụng tu vi. Bình An kêu Tô Linh tới để kiểm tra sức mạnh của mình. Nhận cây gậy trong tay, Tô Linh háo hức muốn trả thù cậu vì đã tịch thu dưa hấu của cô. Nhìn Tô Linh chuẩn bị tấn công, cậu không ngờ cô cũng biết điều động linh khí. Một gậy của Tô Linh đánh ra đầy uy lực nhưng Bình An lại không có cảm giác gì cả.
Dáng vẻ vui mừng của cậu khiến mọi vật trong viện cũng phải bó tay. Họ không biết bao giờ cậu mới có thể khôi phục thực lực. Giao Phay đứng một góc, nó vẫn còn nhớ rất rõ phong thái trước kia của cậu. Khi đó chủ nhân của họ một mình có thể đối mặt một đám gia hỏa, tùy tiện phất tay có thể hủy diệt cả vạn giới. Nghe Giao Phay kể lại, Kiếm Nhỏ không khỏi ngạc nhiên, không ngờ chủ nhân của bọn họ từng lợi hại như vậy. Hệ thống thông báo cửa ải thứ nhất đã chuẩn bị xong. Nghe thấy giọng của Cung Lão, cậu kêu hệ thống đợi chút rồi bước ra đón tiếp ông. Cung Lão bế Hắc Cầu trả lại cho cậu. Nghe Cung Lão nói Hắc Cầu muốn ở cùng cậu, Bình An có chút sợ hãi, liệu con Hắc Cầu này có cắn cậu không? Cung Lão trấn an cậu, ông nói con Hắc Cầu này rất mạnh và cậu cũng không cần lo lắng nó ăn chay và còn tin Phật tuyệt đối không đả thương người. Bình An vẫn có chút nghi ngờ, cậu tiến tới trước mặt Hắc Cầu kêu nó bắt tay, không ngờ Hắc Cầu liền nghe theo. Cậu vui vẻ ôm lấy nó còn đặt tên cho nó là Tiểu Hắc. Bình An mở lời muốn mượn ông chút đan dược tam tứ phẩm, Cung Lão ngạc nhiên không hiểu cậu cần những thứ đó làm gì. Nhìn kỹ lại Cung Lão mới thấy hôm nay Bình An còn thu liễm đạo vận hiện ra tu vi kết đan tầng 1. Thắc mắc vậy nhưng Cung Lão vẫn đưa cho cậu chiếc nhẫn có nạp giới và kêu cậu không cần mượn vì tất cả Bình An Tông đều là của cậu. Bình An không cảm thấy Bình An Tông là của cậu, cậu đã làm phiền bọn họ không ít chuyện, chờ đến lúc cậu trở lên mạnh mẽ nhất định cậu sẽ đền đáp họ. Để cảm ơn ông đã cho cậu mượn đan dược, Bình An đã kêu Cung Lão hái dưa mang về. Cung Lão nghĩ cậu lấy tiên dược đổi lấy đan dược tam tứ phẩm là muốn mượn nó để ban cơ duyên cho họ. Vì vậy ông liền vui vẻ nhận dưa rồi rời đi. Bình An thấy ông vui vẻ vậy đã nghĩ Cung Lão là một người tốt, sợ cậu khách khí nữa nên mới miễn cưỡng nhận hai trái dưa. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu vũ khí. Nếu lấy Giao Phay làm vũ khí thì trông có vẻ hơi khó nhìn. Mở cửa phòng cậu liền nhìn thấy Kiếm Nhỏ, Bình An quyết định chọn nó làm vũ khí. Không ngờ sau một thời gian không dùng tới thanh kiếm như sắc bén hơn thì phải. Cầm nó trong tay, Bình An cảm thấy không được tiện lắm vì trong nhà không có vỏ kiếm. Kiếm Nhỏ nghe thấy lời cậu nói liền tự tạo cho mình một chiếc vỏ, không hổ là pháp khí cao dài. Bình An dắt kiếm hang hông, bước ra ngoài tự tin kêu hệ thống chuẩn bị bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở Kiếm Nhỏ và Hắc Cầu đừng thể hiện quá cường đại trước mặt chủ nhân. Cảm giác uy áp này làm Kiếm Nhỏ sợ tím mặt, đây chính là chủ mẫu trong miệng các lão đại đã nói sao. Người điều khiển hệ thống không ngờ chính là cô chủ tiệm sách. Cô vươn vai giãn cơ sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Bỏ ra nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cô cũng sắp tìm được người kia rồi. Vừa tới Bắc Vực, Bình An đã vui vẻ đi khắp nơi bù đắp quãng thời gian 5 năm trên núi. Hệ thống hiển thị thông báo từ giờ cậu phải sử dụng cái tên là Long Ngạo Thiên và khiến mọi người trong vương quốc này đều biết đến sự tồn tại của người này. Nhiệm vụ thăng cấp này khác với cậu tưởng tượng. Cậu nghĩ cậu sẽ phải chiến đấu với quái vật chứ? Thấy có người tu luyện phía trước cậu liền tiến tới hỏi người đó có thấy cậu khác biệt chỗ nào không. Nào ngờ lại bị người kia chửi là thần kinh rồi đi mất. Có vẻ bung khí tức không phải ai cũng hiệu quả. Đột nhiên có người tới bắt chuyện, cậu tưởng người đó tiếp cận cậu để bán hàng liền tỏ vẻ khó chịu đuổi người. Người kia thấy cậu hiểu nhầm liền vội vã giải thích. Hắn tiếp cận cậu là muốn mời cậu lập tổ đội tham gia luận võ. Thấy cậu có vẻ mới đến không biết, hắn liền giải thích cho cậu. Nghe người kia giải thích, Bình An cảm thấy không tồi. Nếu tham gia và đạt được vị thứ hạng cao, cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đây còn là cơ hội không tệ để cậu thử thân thủ với một ít người cùng đẳng cấp. Nhưng tâm phòng bị người không thể không có, cậu quyết định điều tra thử rồi tính tiếp. Nghĩ vậy, Bình An lấy lý do còn có việc khác, cần suy nghĩ thêm để từ chối. Nghe vậy, người kia kêu nếu cậu đổi ý hãy đến quán trà tìm bọn họ. Nhìn Bình An rời đi, người kia có chút tiếc nuối đi vào quán trà. Cô gái ngồi trong quán trà quan sát họ từ đầu đến giờ. Có vẻ họ lại phải tiếp tục tìm đồng đội khác rồi. Trên đường Bình An thấy một đám người tụ tập vào một chỗ, cậu liền ghé lại xem náo nhiệt. Một đám người đang lớn tiếng kêu một người trẻ tuổi tên Lưu Soái là đồ lừa đảo và yêu cầu hắn trả lại tiền cho họ. Lưu Soái kêu mọi người bình tĩnh, với thực lực hiện tại hắn không thể nào địch nổi bọn họ. Nhìn thấy hắn từ trong người lôi ra trận pháp sư tam phẩm, những người kia không khỏi đen mặt, từng người xin lỗi Lưu Soái rồi rời đi. Thấy mọi người đều rời đi chỉ còn mỗi Bình An, Lưu Soái hỏi cậu có hứng thú muốn thử không? Hai rào chắn này thay đổi ngẫu nhiên, một là phòng ngự của Tích Cốc Kỳ, cái khác thì là phòng ngự của Hợp Thế Cảnh. Chỉ cần đánh nát một trong hai sẽ thu được một bồi 10. Nghe Lưu Soái giải thích, Bình An phấn khích muốn thử vừa hay có thể kiếm chút tiền. Trong người không có linh thạch, Bình An lấy ra thuốc chữa thương tam phẩm đổi được 13 lần chơi. Lưu Soái nhìn cậu cười đắc ý, hắn tự tin lần này sẽ hố sạch tiền của cậu vì bất kể cậu chọn viên nào hắn cũng có thể đổi thành phòng ngự hợp thể trong nháy mắt. Sự tự tin của hắn biến mất khi hắn thấy Bình An rút ra pháp khí hạ phẩm. Nhìn cơ khí phát ra mặc dù đạm bạc nhưng lại có cảm giác rất quen mắt. Không lẽ thứ Bình An cầm chính là thanh tiên khí đã tạo ra vụ nổ lớn hắn thấy trước đây?
Nhưng theo như hắn nghe được, tiên khí này không phải đã quy về thủ hạ của một vị tồn tại nào đó, mà Bình An cũng chỉ là kết đan tầng 1 sao có thể khiến tiên khí nhận chủ. Để cho an toàn, Lưu Soái quyết định chỉnh hai viên lên đẳng cấp cao nhất. Một kiếm bổ xuống, không chỉ Lưu Soái mà ngay cả Bình An cũng ngạc nhiên. Lưu Soái sợ Bình An phát hiện ra hắn đã gian lận liền vội vã trả 600 linh thạch, cậu thắng được rồi. Nhìn cậu ta rời đi, Lưu Soái liền suy nghĩ biện pháp giao hảo với cậu. Bình An đang đi thì phát hiện có người đi theo cậu, đang không biết phải đối phó thế nào thì Lưu Soái xuất hiện khoác vai cậu. Chỉ một cái liếc mắt, Lưu Soái đã khiến đám người theo đuôi sợ hãi, thành công cắt đuôi bọn họ. Nghe Bình An giới thiệu cậu là Long Ngạo Thiên, Lưu Soái không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là tên của lâu chủ Thiên Tôn lâu sao? Không thể nào có việc trùng tên. Có thể tự ý dùng cái tên đó thì người trước mặt hắn có thể chính là vị cực kỳ cường đạo ở sau lưng Long Ngạo Thiên. Trở lại quán trà lúc trước, thấy Lưu Soái, Phan Hằng tỏ vẻ không vui. Hắn vốn là người có tu vi cao nhất đội, gia nhập vì muốn khiến San San chú ý, không ngờ Lưu Soái lại gia nhập đội họ. Giận cá chém thớt, Phan Hằng nhìn Hắc Cẩu hỏi chó của ai. Hắn cười nhạo Bình An khi cậu giới thiệu Hắc Cẩu chính là yêu thú. Nhưng khi nhìn thấy uy lực thật sự của Hắc Cẩu, hắn sợ hãi liền quỳ xuống. Lưu Soái sờ cằm nghĩ, nếu Hắc Cẩu thật sự là yêu thú thì chủ nhân của nó cũng không phải người đơn giản. Ngửa mặt lên nhìn lại, Phan Hằng nghĩ mình đã hoa mắt, con Hắc Cẩu này không khác những con khác, vậy mà trong nháy mắt hắn cảm nhận được uy áp cực kỳ khủng bố từ nó. Không muốn bị mất mặt, Phan Hằng chống chế nói hắn chỉ trượt chân. San San lên tiếng kêu mọi người đi yêu thú sơn mạch luyện tập. Đã đi được một lúc trong yêu thú sơn thạch mà họ vẫn chưa gặp một con yêu thú nào. Vì quá nhiều lời Phan Hằng đã bị San San mắng, hắn tức giận nhìn Bình An. Vì không có linh căn lên cậu không biết được thực lực của Phan Hằng, nhưng cậu có cảm giác người này luôn nhắm vào cậu. Kiếm nhỏ hỏi Hắc Cẩu có tiết lộ long uy không, vì chỉ cần nó tiết lộ một tia thôi là đã đuổi hết yêu thú đi rồi. Hắc Cẩu thấy việc này đơn giản, nó chỉ cần phân thân đi bắt mấy đứa cu li cho họ luyện tập là được. Ở bên kia núi, Hùng Nhị run sợ với uy lực bên kia núi, nó khuyên Hùng Đại chạy đi. Hùng Đại tự tin với cấp nguyên anh cảnh, nó kêu Hùng Nhị không cần sợ. Quay người lại, Hùng Đại sợ hãi ôm lấy Hùng Nhị khi nhìn thấy uy lực của Hắc Cẩu. Hắc Cẩu vui vẻ nhìn và nói có việc cần nhờ chúng. Đám Bình An sau khi đi một đoạn liền thấy một con gấu bự. Phan Hằng tự tin xông lên trước, cú đấm của hắn như gãi ngứa khiến Hùng Đại tức giận đấm hắn bay xa. Hùng Đại điên cuồng đuổi theo San San, thấy Bình An rút kiếm chặn lại, Hùng Đại sợ đến toát mồ hôi. May là nó đã ngừng dùng sức, Hắc Cẩu đã phân phó nó không được đả thương Bình An, nếu không nó sẽ chết rất khó coi. Bình An đổ mồ hôi, may mà cậu đỡ được. Quay lại sau lưng thấy mọi người đều đang đứng cách xa cậu, Lưu Soái còn giơ ngón cái với cậu. Chắc con gấu này quá yếu nên họ mới không thèm ra tay mà để mình cậu xử lý. Không thể để họ thất vọng, Bình An đấm một quyền về phía con gấu. Hùng Đại cũng rất biết phối hợp, bị tấn công liền ngã ngửa ra sau. Cơ hội tốt, Bình An liền xông lên tấn công. Hùng Đại hoảng hốt, không phải chỉ bảo nó diễn kịch thôi, sao giờ lại như muốn giết nó thật vậy. Sau một hồi chạy, nó biết mình không thể dây dưa để cậu lấy mạng được, liền đổi mục tiêu tấn công, nhưng lại bị Bình An chặn lại. Hùng Đại bất lực quay mông bỏ đi, đúng lúc Phan Hằng tỉnh lại, nó liền tẩn hắn một trận cho bõ tức. Không những bị gấu tẩn, giờ còn phải chứng kiến cảnh Bình An trở thành tiêu điểm của cả đội khiến Phan Hằng càng tức giận. Quãng thời gian sau đó hắn cũng luôn bị yêu thú nhắm tới tấn công, cả người đầy thương tích, trông rất thảm. Kết thúc buổi luyện tập, Phan Hằng được đặt nằm trên cáng bê về. Nhìn tình trạng thê thảm của hắn, Bình An không ngờ nhìn hắn mạnh vậy mà một con yêu thú cũng không đánh lại. Phan Hằng đang tỉnh táo nằm trên cáng sau khi nghe lời an ủi của Bình An liền kích động ngất xỉu. Nghe Bình An nói cậu muốn đến công hội luyện đan sư để bán một số đan dược. Lưu Soái vui vẻ nói hắn có quen người ở đấy, cậu đi cùng hắn chắc sẽ thuận tiện hơn. Tới nơi, Diệp Mẫn vừa thấy Lưu Soái đã vui vẻ chạy ra đón tiếp. Thấy Bình An, cô nhiệt tình tiến tới mời cậu cùng ăn cơm. Sự nhiệt tình của cô làm cậu có chút khó xử. Biết cậu có ý định đến đây bán dược phẩm, Diệp Mẫn vui vẻ kêu cậu lấy đan dược ra cho cô xem thử. Bình An lấy chiếc nhẫn cung lão đưa cho, định lấy đan dược từ trong nhẫn không ngờ lại lấy nhầm cục đá. Cậu ngại ngùng xin lỗi, do vừa mới sử dụng nạp giới nên chưa thuần thục. Sau nhiều lần thử lại cậu vẫn chưa thể lấy được thứ mình cần. Nhìn thấy một tấm thẻ được cậu lấy ra, Diệp Mẫn cầm lên kinh ngạc khi nó là thẻ kim của tụ bảo đường. Bình An đang vui mừng vì tìm được đan dược thì Diệp Mẫn kêu cậu đợi một chút rồi nhanh chóng chạy đi mất. Người giữ thẻ này thân phận chắc chắn sẽ không bình thường, cô phải báo ngay cho Tổng hội trưởng mới được. Sau khi nghe Tổng hội trưởng Công hội luyện đan sư Tây Môn Trần nói có người tự xưng là Long Ngạo Thiên, lấy lệnh bài tử kim của đường chủ tụ bảo đường ra bán đan dược. Long Ngạo Thiên, Hàng Rian và Bạch Sở Phong lại quay ra đấu võ mồm. Tây Môn Trần lười quan tâm đến hai người kia, kêu người tiễn khách. Thấy Tây Môn Trần muốn đuổi mình,
hai người kia mới dừng cãi nhau quay lại vấn đề chính. Nhớ lại lời Tây Môn Trần nói có người lấy danh hào của Long Ngạo Thiên và cầm lệnh bài tử kim của Bạch Sở Phong. Hai người liền nghĩ ngay đến vị tiền bối đáng kính của họ, không nhanh không chậm đi tới túm áo Tây Môn Trần kêu hắn phải đối xử với cậu như cha. Coi như bán sạch công hội của hắn cũng không được hé miệng. Nhìn thái độ của hai người kia, Tây Môn Trần chợt hiểu ra, người kia chính là vị tiền bối ở Tây Nam Vực. Chưa kịp nghe hai người kia xác nhận, Tây Môn Trần đã liên lạc với thuộc hạ kêu họ không được đuổi người kia đi, phải tôn kính và thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của cậu. Nếu đắc tội nào thì họ đợi người dọn chân gối đi. Ba người ngồi xuống suy nghĩ nguyên nhân Bình An lại đột ngột tới đây. Không ngờ Tây Môn Trần mặt dày tự tin nhận Bình An đến đây là muốn gặp hắn. Một bên khác, Diệp Mẫn sau khi nhận được nhiệm vụ từ Tây Môn Trần, nghĩ đến đấy cô không khỏi đỏ mặt khi nghĩ đến việc phải thỏa mãn tất cả yêu cầu của người kia. Vừa vui vẻ suy nghĩ, vừa chạy lại chỗ Bình An. Chưa kịp hỏi cậu muốn gì cô đã vui vẻ nói với cậu muốn lấy thân báo đáp. Nhìn thấy cảnh này, hệ thống không khỏi tức giận. Bình An thuận lợi đổi được số dược phẩm, lấy tiền đi mua một số sách tu luyện. Tới nơi vắng người, cậu cầm sách giơ lên, yêu cầu hệ thống truyền tống đi về. Truyền tống hoàn thành, Bình An bị đẩy ra ở giữa không trung, thành công ôm đất. Cậu đứng dậy mắng hệ thống không có tâm, Hắc Cẩu và Kiếm Nhỏ chứng kiến cảnh này không khỏi bất lực. Không so đo với hệ thống nữa, cậu bước vào nhà. Tô Linh ngồi trong viện đang nghỉ ngơi sau khi ăn quá nhiều dưa hấu. Vừa nghe thấy tiếng Bình An, cô giật mình đứng dậy giả vờ cô ở nhà rất ngoan. Đang nói thì cô lại bị nấc liên tục. Bình An tức giận lửa cháy phừng phừng hỏi cô rốt cuộc đã ăn bao nhiêu dưa rồi. Tại tiên giới, một cô gái đang tắm trong bể máu. Cô cảm thấy máu không đủ liền phái thuộc hạ đi thế gian tìm vài tòa thành, bổ sung kho máu của họ. Hôm sau, Bình An vừa định ra ngoài thì Tô Linh xuất hiện. Cô tỏ vẻ không muốn cậu bỏ cô ở nhà một mình. Bình An không ngờ cô bé này lại diễn lâu như vậy. Cậu cũng vui vẻ phối hợp diễn với cô. Thấy gương mặt hoảng hốt của Tô Linh, cậu liền cảm thấy vui vẻ. Nhưng lại lo lắng, không yên lòng khi để Tô Linh ở nhà một mình. Sau khi nhắc nhở cô ở nhà đừng ăn quá nhiều dưa, cậu liền rời đi. Cậu vừa ra khỏi cửa, Tô Linh đã nhanh nhảu chạy vào kêu Giao Phay ra chơi với cô. Đang cùng Bình An đi tìm đồng đội, Kiếm Nhỏ phát hiện có người của Tà Tông dựa vào máu người tu luyện ở tiên giới xuất hiện. Không để bọn họ nhiễu loạn lịch trình của Bình An, Kiếm Nhỏ phân thân đi khảo sát tình hình. Một tên Tà Tông đứng trên cao quan sát, cảm thấy nơi này không tồi, có thể thu thập được không ít huyết dịch. Đang định ra tay thì Kiếm Nhỏ xuất hiện, chưa kịp nói lời chăn chối đã bị Kiếm Nhỏ cho đăng xuất khỏi cuộc chơi. Hắc Cẩu tiến tới không khỏi cảm thấy tên này thật xui xẻo. Nhưng người xuống không chỉ có mình hắn, bọn họ chỉ có thể quản nơi đây chứ không thể quản những thành thị khác. Cung lão đến tìm Bình An, gõ cửa một hồi vẫn không thấy người. Không lâu sau, bốn người kia cũng tới. Nhìn hoàn cảnh, không cần hỏi cũng biết họ đến đây vì cùng một lý do. Khi biết vị tiền bối của họ không có nhà, mọi người đều không biết lên làm thế nào. Tô Linh thấy họ tập trung trước cửa, tiến lên chào hỏi. Tây Môn Trần chưa gặp Bình An, cảm nhận khí tức trên người Tô Linh quá mạnh. Hắn tưởng Tô Linh là vị tiền bối kia liền tiến tới chào hỏi. Long Ngạo Thiên tặng hắn một đấm, có phải hắn luyện đan đến choáng rồi không? Đây là muội muội của vị kia. Khi biết Bình An đã ra ngoài, có thể đêm mới về, cung lão không khỏi lo lắng. Tô Linh biết họ đang lo lắng điều gì, cô đề nghị giúp đỡ. Tô Linh giơ tay lên cao, nắm một cái, vui vẻ nói xong rồi, những người còn lại khó hiểu nhìn cô. Cái nắm tay của Tô Linh biến thành thân hình lớn lần lượt xử lý từng tên một. Nhìn hành động kỳ lạ của cô, Long Ngạo Thiên tưởng cô đang đùa mọi người. Tô Linh giận dữ nói cô không đùa, xử lý lốt tên cuối cùng, cô vui vẻ bắn tim lên trời. Dù biết Tô Linh rất mạnh, nhưng chứng kiến hành động kỳ lạ của cô bọn họ vẫn không thể nào tin được. Đang không biết làm sao thì thuộc hạ của cung lão xuất hiện, báo thám tử Phân Lâu truyền tin. Tiên nhân Đồ Thành gặp một thân hình cực lớn, trong chớp mắt đã toàn diệt. Sau khi giúp đỡ họ xử lý những người kia, Tô Linh vui vẻ nói cô đã giúp họ vậy giờ họ cũng nên giúp cô chứ nhỉ. Giữa trời nắng chói chang, năm người đứng đầu từng thế lực, mỗi người một việc giúp Tô Linh trồng dưa. Long Ngạo Thiên nói ra nghi ngờ lâu nay của mình. Hắn nghi ngờ Bình An đang chơi một ván cờ, mà họ chính là quân cờ quyết định thắng bại của cậu. Nghe những lời này, không hẹn cả năm người cùng đồng thanh đồng hạnh. Trong điện Tà Tông, sau khi nghe huyết tướng bẩm báo người của họ phái đi thu thập huyết dịch đột nhiên bị nổ chết. Việc này có thể do người của tiên giới dưới thế gian làm. Bây giờ đang là lúc then chốt đế huyết chủ đột phá. Vì nhu cầu cấp bách nên cô kêu huyết tướng tự mình xuống dưới xem thử tình hình. Tô Linh bê một đĩa dưa mời mọi người vì đã giúp cô trồng dưa. Long Ngạo Thiên kinh ngạc hỏi lại cô họ thật sự có thể ăn sao. Tô Linh rạng rỡ nói muốn cảm ơn họ vì đã giúp cô. Nhưng mục đích thật sự của cô là để họ ăn, để lúc Bình An hỏi cô sẽ đổ do họ ăn. Mọi người đang vui vẻ ăn dưa thì tiên đế đứng ngoài cửa hỏi Tô Linh có thể cho ông vào không.
Không ngờ không chỉ Tô Linh mà Phượng Hoàng Gà và Tiểu Kim Ngư cũng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng không cho phép hắn vào. Mấy người kia đang ăn dưa cũng dừng lại tức giận hỏi tên ngu xuẩn đứng ngoài là ai. Long Ngạo Thiên nói đó là tiên đế khiến họ đứng hình hóa đá. Long Ngạo Thiên đi ra chào hỏi tiên đế và nói họ đều là quân cờ của Bình An và đang có việc muốn tìm cậu. Sau khi biết được chân tướng những người kia đến đây, tiên đế đoán việc này do Tà Tông gây ra. Hắn cũng đang điều tra việc này nhưng không có manh mối gì. Đúng lúc tiên đế cảm thấy có người hạ giới liền hỏi họ có muốn đi xem thử với hắn. Huyết tướng đến Chiến Võ Vương Quốc, nơi người đầu tiên biến mất. Không ngờ vừa đặt chân đến đây cô đã gặp đám người Long Ngạo Thiên. Phớt lờ câu hỏi của cô, họ tập trung vào việc thưởng thức dưa hấu. Tiên đế xuất hiện, bóc cổ bắt cô khai tất cả tin tức Tà Tông. Cô không ngờ lần này hạ phàm làm nhiệm vụ lại gặp phải tiên đế. Huyết tướng sử dụng bí pháp đặc thù chạy trốn. Huyết tướng biết cô không thể thoát khỏi tiên đế. Nếu vậy cô sẽ kéo theo tất cả phàm nhân trong trăm dặm đi cùng. Nhìn trận pháp huyết tướng tạo ra, tiên đế định dùng đại uy phá trận pháp, đột nhiên hắn thấy thứ gì đó. Nhìn tiên đế không dám ra tay, huyết tướng không ngờ tiên đế bởi vì phàm nhân mà do dự ra tay. Thấy tiên đế do dự, Long Ngạo Thiên đứng sau nói nhắc nhở nếu hắn chần chừ sẽ có nhiều phàm nhân mất mạng hơn. Tiên đế nói điều đó không quan trọng, vấn đề là giờ con tin cô ta bắt trong đó có cả vị tiền bối đáng kính của họ. Uy áp với sát khí quá mạnh khiến những người đi cùng Bình An không thể cử động được. Phan Hằng cố gắng di chuyển, dù chỉ một phần vạn xác suất hắn cũng phải cứu San San ra ngoài. Nhìn sang Bình An hắn kinh ngạc nhìn cậu đang đi về phía huyết tướng. Mặc dù hắn nhìn thấy cậu liền thấy khó chịu nhưng cũng không muốn nhìn thấy cậu đi chịu chết. Huyết tướng kinh ngạc nhìn Bình An, cô không hiểu tại sao người trước mặt mình chỉ là kết đan tầng 1 mà lại không bị áp chế bởi khí tức của cô. Nhìn Bình An đưa tay ra mở lời muốn giúp đỡ. Không chỉ huyết tướng mà cả kiếm nhỏ và hắc cầu đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn huyết tướng bối rối ấp úng nói làm con tin, làm Bình An hiểu lầm tưởng cô gặp phải thổ phỉ. Huyết tướng không hiểu cậu đang nghĩ gì, nhân cơ hội cậu không phòng bị tấn công cậu. Nhưng điều cô không ngờ được sức cô lại không thể phá nổi phòng ngự của cậu. Bình An ngây thơ tưởng cô vì sợ hãi mới chạy tới gần cậu. Cậu lấy linh thạch đưa cho cô, an ủi cô không cần lo, bọn họ sẽ bảo vệ cô. Huyết tướng không ngờ cậu lại coi cô là cô gái bình thường ra tay bảo vệ cô. Nhìn cậu rời đi, cô bóp vỡ viên linh thạch trong tay, nhảy lên tấn công cậu. Chưa kịp chạm vào cậu, không gian quanh cô đã bị phong tỏa. Mọi thứ đều dừng lại, ngay cả tiên đế cũng không thể làm việc này. Cô đảo mắt xung quanh tìm người đã phong ấn không gian. Ở một tòa nhà cách xa chỗ họ, hệ thống tức giận nói huyết tướng không xứng đáng động vào người của cô. Chỉ một cái chạm tay hệ thống đã giúp huyết tướng đăng xuất khỏi trái đất. Không gian phong tỏa biến mất. Bình An quay lại nhưng không thấy cô gái kia đâu. Bình An đầu đầy dấu chấm hỏi tiến tới chỗ đồng đội. Sau khi được đồng đội giảng giải chân tướng, cậu kinh ngạc khi biết cô gái kia có ý định muốn giết cậu. Có lẽ do cậu không có linh căn nên không bị cô gái kia uy áp. Thấy mọi người hiểu nhầm là cậu đã ra tay giải quyết cô gái kia, cậu ngại ngùng giải thích mình rất yếu, không phải cậu đã giải quyết cô gái kia. Nghe cậu nói vậy, San San nghĩ có thể họ đã được cao nhân giúp đỡ. Gặp phải chuyện nguy hiểm này, mọi người đều không còn tâm trạng huấn luyện tiếp. San San đề nghị mọi người giải tán. Lưu Soái vui vẻ khoác vai Bình An nói hắn sẽ tiếp tục bồi cậu dạo chơi. Miếng ngọc trên người Lưu Soái bỗng rung lên, có thể trong nhà đã xảy ra chuyện. Tiên đế cảm thấy người có cỗ lực lượng thiên địa có thể xuyên thẳng toàn đại lục này có lẽ là người đó. Trong lúc những người khác đang đoán xem ý định của Bình An thì Tây Môn Trần nói trong đám người đi cùng cậu có một người tên Lưu Soái. Tại Lưu gia, đại trưởng lão dẫn theo một đám người tới đây muốn Lưu Kỳ giao vị trí tộc trưởng cho lão. Thấy Lưu Kỳ không có ý định giao vị trí tộc trưởng cho mình, hắn liền dùng sức mạnh đánh bay Lưu Kỳ. Đang định kết liễu Lưu Kỳ thì Lưu Soái trở về ngăn cản đại trưởng lão. Đại trưởng lão định tấn công luôn Lưu Soái thì đám người Long Ngạo Thiên đi vào. Bạch Sở Phong lớn tiếng hỏi tộc trưởng Lưu gia. Đại trưởng lão Lưu gia đi tới định bái kiến đã bị Bạch Sở Phong táng cho một cú, kêu hắn không phải tộc trưởng thì né ra. Long Ngạo Thiên nhắc nhở Bạch Sở Phong hiểu quy củ chút, mục đích họ đến đây là để bái phỏng. Bạch Sở Phong biết mình đã quá xúc động, hắn vội vã tiến tới nắm tay đại trưởng lão Lưu gia xin lỗi. Tây Môn Trần và Chân Đảng đang đi đến hỏi Lưu Kỳ ai đã đánh hắn. Đại trưởng lão tự tin đứng ra nói là hắn đã xử phạt thay các tiền bối. Bạch Sở Phong đứng bên cạnh tức giận nắm cổ áo ném đại trưởng lão bay xa. Thấy Lưu Soái định hành lễ cảm tạ, bọn họ liền ngăn cản nói họ chỉ thuận ý một vị tiền bối tới đây bái phỏng. Nói rồi từng người lấy ra một nửa gia sản muốn tặng Lưu Soái. Lưu Soái vội vã từ chối nhưng lại bị Long Ngạo Thiên nói hắn hãy nhận lấy. Chứng kiến tất cả, Lưu Kỳ tiến tới hỏi nhỏ Lưu Soái vị tiền bối trong miệng họ có phải là người hắn lừa trên quầy không. Lưu Soái sợ hãi thừa nhận, hắn không ngờ mình lại gặp được nhân vật lớn như vậy, sau này chắc hắn không dám mở quầy nữa. Lưu Kỳ nghe vậy liền ngăn cản hắn, còn khen hắn có tiền đồ, mở thêm mấy chi nhánh nữa.
Ở một nơi khác, Bình An đang vui vẻ nhìn lại những chiến lợi phẩm hôm nay nhặt được. Những thứ này còn lời hơn cậu đốn củi trên núi lúc trước nữa. Có tiếng động lạ, Bình An quay lại thì thấy một con báo đen lớn. Mồm đang chảy nước miếng nhìn chăm chú một đám người. Nhìn thấy có người tới cứu, người kia không khỏi vui mừng nhưng không ngờ người đến cứu lại là người mới kết đan tầng 1. Bình An phi đến chắn trước đám người kia, nhìn thấy hắc cẩu đầy uy lực đằng sau Bình An. Con yêu thú hét lớn vội quay mông chạy đi. Nhìn con yêu thú chưa đánh đã chạy, Bình An đầu đầy dấu chấm hỏi đứng hình tại chỗ. Tên được cứu nhìn Bình An đầy khó hiểu, tại sao một người mới kết đan tầng 1 lại có thể khiến con yêu thú kia chạy. Càng kinh ngạc hơn khi con yêu thú hắc cẩu này rất nghe lời Bình An, ngoan ngoãn nằm xuống cho cậu sờ. Bình An tóm được yêu thú, cảm thấy con yêu thú này quá yếu, cậu hy vọng lần sau sẽ được gặp con yêu thú mạnh hơn. Cậu sờ mặt con yêu thú hỏi nó sợ cậu lắm sao. Yêu thú toát mồ hôi nhìn hắc cẩu uy áp đằng sau. Thấy con yêu thú thực sự sợ hãi, cậu nghĩ có lẽ bung khí tức trên người cậu đã có tác dụng. Nó vô dụng với người nhưng không có nghĩa cũng sẽ vô dụng với yêu thú. Tên được cứu đi tới cảm tạ cậu đã cứu hắn. Nghe hắn hỏi đến tu vi của mình, Bình An có chút ngại ngùng nói hắn không cần để ý, có thể vì một lý do đặc biệt nào đó, thoạt nhìn cậu mạnh hơn bọn họ một chút. Người kia cáo từ Bình An liền rời đi, hắn không thể nhìn ra tu vi của cậu, nhưng hắn đoán nó còn cao hơn xuất khiếu cảnh nhiều. Việc cao nhân xuất hiện ở vương quốc này là một chuyện lớn, hắn cần phải nhanh chóng về bẩm báo cho phụ vương. Bình An rối não không biết phải làm gì tiếp theo. Nhìn con yêu thú trước mặt, cậu quyết định sẽ trưng dụng nó để đi tìm các con yêu thú khác. Cuộc thăm dò của Bình An diễn ra rất thuận lợi, cậu tiếp tục thu phục được một con tinh tinh vào hàng ngũ của mình. Một canh giờ sau, tại một nơi khác trong cánh rừng, động tĩnh yêu thú vô cùng lớn. Đám người Long Ngạo Thiên tiện tương trợ giúp trại chủ ngự thú trai dựng lên một hàng phòng vệ. Nói đến thú triều, Tây Môn Trần nhớ lại vài thập niên trước vì có người săn giết vườn trẻ của yêu thú đại thừa đỉnh phong, khiến yêu thú kia dẫn theo mấy ngàn con yêu thú khác đạp khắp nơi, kém chút là hủy diệt nửa vương quốc. Hiện tại yêu thú với số lượng lớn đang chạy về phía vương quốc giống như có người khống chế. Mọi người đều kinh ngạc khi biết số lượng yêu thú lên đến 10.000 con, không biết ai lại có khả năng khống chế yêu thú số lượng lớn vậy. Bọn họ quyết định chiến đấu, không thể bỏ mặc mấy vạn sinh linh trong thành. Nhưng khi nhìn kỹ trong đám yêu thú xuất hiện một người, Long Ngạo Thiên và Bạch Sở Phong không khỏi kinh ngạc. Bọn họ vất lại câu không thấy gì lạ nữa rồi quay người rời đi. Bọn họ quyết định từ bỏ vì người khống chế yêu thú chính là Bình An. Bên này Bình An đang cảm thấy phê lòi khi được trải nghiệm cảm giác mạnh cưỡi yêu thú. Đằng trước bỗng xuất hiện người, Bình An dừng lại bước xuống, kinh ngạc nhìn đám người Long Ngạo Thiên. Trại chủ ngự thú trai kinh ngạc nhìn cậu, hắn thắc mắc cậu đã dùng biện pháp gì mà có thể khống chế nhiều yêu thú như vậy. Vừa nhìn thấy hắc cẩu, hắn liền hóa đá, không ngờ khí tức trên người nó lại là rồng. Khi biết đám người Long Ngạo Thiên đến đây để đề phòng yêu thú tập kích, Bình An ngại ngùng giải thích là do cậu triệu tập chúng vì có chuyện muốn làm. Cậu quay lại kêu đám yêu thú giải tán, không ngờ đám yêu thú rời đi để lại một vùng hỗn độn. Bình An hoang mang, quay lại ngại ngùng nói họ đừng bắt chước cậu, rất nguy hiểm. Vừa về đến nhà, mở cửa Bình An đã thấy cô chủ tiệm sách Đoàn Lão Bản Đoàn Hân Hân đang đợi cậu trong sân. Thấy cậu có vẻ kinh ngạc với sự xuất hiện của mình, Đoàn Hân Hân giải thích nơi đây vốn là nhà của thúc thúc cô. Đã lâu rồi cô chưa về lại nơi này, hiện tại tiệm sách cần phải tu sửa nên cô chỉ có thể về nơi này ở một thời gian ngắn. Bình An nghi ngờ hỏi hệ thống, không ngờ hệ thống lại xác nhận những lời cô nói là sự thật. Cậu tức giận mắng hệ thống tại sao không nói trước cho cậu. Đoàn Hân Hân tỏ vẻ đáng thương nói cô không còn chỗ nào để đi, mong cậu có thể lưu giữ cô. Bình An mềm lòng đồng ý, nhưng đến tối cậu lại cảm thấy hối hận với quyết định cho cô ở lại. Đoàn Hân Hân vừa tắm xong, mặc đồ gợi cảm đi ra. Thấy Bình An đỏ mặt, cô tiến đến trêu chọc cậu trước mặt Tô Linh. Bình An ngại đỏ mặt yêu cầu cô có thể ăn mặc và nói chuyện bình thường trước mặt trẻ nhỏ. Nhìn thấy biểu hiện đáng yêu của cậu, cô vui vẻ nói mình chỉ đùa rồi đi về phòng ngủ. Trước khi đi cô còn quay lại nhắc nhở cậu ban đêm đừng làm chuyện kỳ quái gì nha. Thẹn quá hóa giận, Bình An ôm cục tức trở về phòng. Nhìn bọn họ lần lượt rời đi, Tô Linh đang ăn dưa cũng dừng lại giận dỗi vì họ không thèm để ý đến cô. Ngồi trên giường, Bình An liên tục tự nhắc nhở mình, Đoàn Hân Hân là một người rất nguy hiểm. Lần nào cậu gặp cô cũng bị cô trêu chọc. Cậu sợ cô sẽ đánh lén cậu vào ban đêm, nhưng nghĩ lại trong nhà còn có Tô Linh, chắc cô ấy sẽ không quá phận đâu, cậu cũng đã khóa kỹ cửa rồi. Nghĩ vậy Bình An liền an tâm nằm xuống mơ một giấc mơ đẹp. Sáng hôm sau vừa mở mắt cậu đã thấy mình đang ôm một người nào đó. Nhìn kỹ lại cậu mới phát hiện người mình đang ôm là Đoàn Hân Hân. Nơi này cũng không phải phòng của cậu, Bình An không hiểu làm cách nào mà cậu lại ở đây. Nếu là mộng du thì sao nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa phát hiện mình có tật xấu này. Thấy Đoàn Hân Hân chở mình, cậu nghĩ cô sắp tỉnh liền lén lút rời đi.
Tô Linh đột ngột mở cửa khiến Bình An hóa đá. Tô Linh ngại ngùng vội vàng muốn rút lui. Bình An cố gắng giải thích cho Tô Linh hiểu. Tiếng ồn đã đánh thức Đoàn Hân Hân. Cô đứng dậy hỏi hai người kia vào phòng cô làm gì. Bình An nói dối là vào gọi cô ra ăn sáng, nhưng khi được hỏi đồ ăn sáng đâu, cậu lại ngại ngùng nói chưa chuẩn bị xong. Trong lúc ăn sáng, Đoàn Hân Hân cố tình nói tối qua cô đã ngủ rất ngon. Bình An cảm thấy may mắn khi thấy cô có vẻ chưa phát hiện ra chuyện tối qua. Nhưng khi nghe Tô Linh hỏi cậu về việc sau này lên gọi Đoàn Hân Hân là Hân tỷ hay chị dâu thì cậu xấu hổ không nhịn được phun ra đống đồ ăn trong miệng. Đoàn Hân Hân đã nghe thấy tất cả, cô tiến tới lau mặt cho Tô Linh, không quên nhắc cậu đã hơn 20 nồi bánh chưng rồi, cũng nên đi tìm vợ rồi. Nghe đến từ vợ, Bình An lại nhớ lại lúc cậu chưa xuyên Việt tới thế giới này. Lúc đó cậu cũng có một người vợ, nhưng không hiểu do ở đây lâu quá hay gì mà ngay cả hình dáng của cô ấy cậu cũng không nhớ rõ. Thấy cậu thất thần, Đoàn Hân Hân tiến tới hỏi cậu nghĩ sao về lời đề nghị để cô làm vợ cậu. Nghe xong lời đề nghị này, tim Bình An đạp mạnh như muốn bay ra ngoài. Cậu ngại ngùng bỏ đũa xuống, đứng dậy nói có việc cần phải ra ngoài. Tô Linh cảm thấy hai người này thật phiền phức, không phải chỉ cần nói thẳng ra là được sao. Nhìn Bình An rời đi, Đoàn Hân Hân nhéo mạnh má, cảnh cáo Tô Linh hãy cẩn thận, không cô sẽ tịch thu tất cả dưa hấu. Đến Chiến Võ Vương Quốc, Bình An bỏ những chuyện liên quan đến Đoàn Hân Hân qua một bên. Ngày mai là ngày tỉ thí võ, cậu cần hoàn thành nhiệm vụ nếu không sẽ gặp phiền phức mất. Đang đi trên đường thì cậu gặp San San, định qua chào hỏi thì cô lại tỏ ra không quen biết cậu. Người đi bên cạnh cô tiến lên kêu cậu đừng làm phiền đồng đội của hắn, rồi bảo cậu cút đi. Không ngờ chỉ với thời gian ngắn không gặp mà cô ta đã tìm được đồng đội mới. Không muốn tiếp tục dây dưa, xem như cậu đã nhìn nhầm người rồi lướt qua hai người. Tên kia thấy cậu mới là kết đan tầng 1 liền tỏ vẻ khinh thường. Hắc Cẩu và Kiếm Nhỏ nghe những lời hắn nói tức đến đỏ con mắt, nhưng ở đây lại không tiện ra tay xử tên không biết trời cao này. Bình An quay lại hỏi hắn có muốn thách đấu, nhưng tên kia lại khinh thường nói không muốn ăn hiếp tên rác rưởi như cậu. Bình An lạnh lùng hỏi hắn khinh thường hay không dám, người hở chút là nói người khác là rác rưởi như hắn cũng chả khá hơn chút nào. Cảm thấy cậu rất thú vị, tên kia đồng ý thách đấu với cậu, hắn kêu mọi người tản hết ra. Người qua đường tò mò không hiểu tại sao con của thừa tướng Mạc Dịch lại xung đột với một người kết đan tầng 1. Bình An nói với hắn, sau khi cậu đếm xong liền bắt đầu. Tên kia tiếp tục nói nhảm, Bình An bên này đã đếm đến một rồi xông lên đấm vào mặt hắn. Tên kia oán hận ôm mặt nằm dưới đất nói cậu không giảng võ đức, đánh lén. Bình An không quan tâm tiếp tục đánh hắn, tên kia tức giận, đứng dậy nói hôm nay hắn phải cắt cái chân của cậu. Bình An lùi về phía sau, nhìn thấy tên kia chuẩn bị dùng võ kỹ. Cậu nhớ lại trong sách có viết cái này, cách đối phó có vẻ không khó lắm. Tên kia phi lên tấn công, không ngờ Bình An chỉ di chuyển nhẹ đã có thể tránh được. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Bình An cũng có võ kỹ giống hắn. Bình An dùng chân đánh lạc hướng, sau đó táng một cú thật mạnh lên mặt hắn. San San giả chạy lại đỡ người dậy, mắng cậu tại sao lại cản đường còn đánh người nữa. Nghe lời cô nói, cậu bực mình nghĩ chả lẽ Chiến Võ Vương Quốc này có hai San San giống nhau. Lúc này đằng sau cậu có tiếng gọi. Quay người lại, Bình An kinh ngạc khi nhìn thấy San San thật. Nhìn hai chị em sinh đôi cãi nhau, Bình An mới biết mình vừa hiểu lầm ngu ngốc. San San muốn hòa giải hiểu lầm này nhưng tên kia lại đùng đùng tức giận muốn đòi mạng Bình An. Thấy Lưu Soái xuất hiện hắn vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn hành lễ bái kiến. Lưu Soái nói đây chỉ là hiểu lầm nhưng thấy tên kia không có vẻ gì là muốn bỏ qua chuyện này. Nhưng vừa nghe Lưu Soái nói muốn thách đấu và nhắc đến Vương Thượng, tên kia đổ mồ hôi hột. Hắn xác định lại đây chỉ là hiểu nhầm, cáo từ rồi rời đi. Lưu Soái không hiểu tại sao Bình An mạnh vậy lại giả trạng thành người bình thường. Bình An xin lỗi San San vì sự hiểu lầm của mình. San San vui vẻ nói không sao rồi kêu mọi người cùng đi huấn luyện. Tiên đế tới chỗ Tà Tông, muốn phá hủy chỗ này. Tiên đế triệu hồi pháp trận, một thanh kiếm khổng lồ xuất hiện đâm thẳng xuống. Từ trong vụ nổ một người chạy ra, huyết chủ không ngờ tiên đế lại xuất hiện. Đang định chạy thì bị tiên đế ngăn lại. Huyết chủ sợ hãi, nói nếu tiên đế giết cô thì người trên cô sẽ không để hắn yên ổn. Tiên đế lạnh lùng chém đứt đầu huyết chủ, hắn sẽ rửa mắt đợi xem người kia sẽ làm gì mình. Trên thần giới có hai người đang đánh cờ với nhau, người to béo cảm nhận được ma chủng mà hắn phái xuống đã bị diệt mà không rõ nguyên do. Người còn lại nói là do hoang cổ tiên giới, người của hắn cũng đả thương một con rồng. Sau khi suy tính con rồng kia ở hoang cổ tiên giới thì hết manh mối. Có thể có người mạnh hơn bọn họ ở tiên giới, đã đến lúc họ phái người đi xem thử người đó là ai rồi. Sau khi dọn dẹp sạch khối u ác tính, trên đầu tiên đế bỗng xuất hiện một cánh cửa. Một người cấp thần cảnh xuất hiện hỏi hắn có phải là tiên đế tiểu nhi của vùng tiên giới không. Cô gái kia hỏi tiên đế người đứng sau hắn là ai. Thấy hắn nhất quyết không khai còn có ý định muốn động thủ, cô gái kia liền lập pháp trận. Cô muốn xem khí phách của tiên đế sẽ nát trước hay thân xác sẽ nát trước.
Đoàn Hân Hân đang nghỉ ngơi dưới gốc đào thì cảm nhận được sự xuất hiện của cô gái kia. Cô gọi Giao Phay đi tiên giới một chuyến, giúp tiên đế. Cô gái cấp tiên cảnh không ngờ tiên đế lại kiên trì được lâu như vậy, cô quyết định gia tăng sức mạnh. Cô ta phát hiện có thêm một người nữa xuất hiện. Giao Phay nhìn thấy cô gái kia thì có chút thất vọng, nó còn tưởng là người nào đáng giá, ai ngờ lại là Tiểu Lâu La. Giao Phay triệu tập tất cả phong ấn, từ trong đó chọn ra một cái giải phong ấn rút ra một thanh kiếm. Cô gái thần cảnh hoảng sợ hỏi Giao Phay là ai, nhưng chỉ nhận lại được câu trả lời lạnh lùng, ta là ai ngươi còn chưa xứng biết. Thanh kiếm của Giao Phay hóa khổng lồ, một kiếm chém xuống đã xử lý xong cô gái kia. Tiên đế kinh ngạc nhìn Giao Phay, hắn không ngờ Giao Phay còn có thực lực như vậy. Vậy vị tiền bối kia đến cùng là trình độ gì? Giao Phay vui vẻ trở về nhưng lại bị Đoàn Hân Hân nhắc nhở lần sau phải xử lý gọn gàng hơn. Giao Phay ngại ngùng đồng ý rồi đi vào bếp. Tiên đế nghĩ Giao Phay tới cứu mình là do Bình An đã phái nó tới, liền tới nhà tìm cậu. Vừa định gõ cửa thì có người mở cửa, nhìn người mở cửa, tiên đế lập tức quỳ xuống, bái kiến sư phó. Đoàn Hân Hân nói cô không phải sư phó và hỏi hắn đã quên chuyện cô đã nói rồi sao. Tiên đế không dám quên lời cô đã nói, nhưng hắn cũng không quên ơn cô đã giúp để hắn có được thành tựu như ngày hôm nay. Đoàn Hân Hân đỡ hắn dậy, bảo hắn hãy coi như không quen biết cô. Bình An phải tối mới trở về, cô hỏi hắn có muốn vào thăm Tô Linh không. Thấy biểu hiện chán ghét của Tô Linh, tiên đế liền từ chối. Vừa định giải thích lý do Tô Linh không thích mình, Đoàn Hân Hân đã chặn lại nói cô đã biết việc này. Nhìn thấy cô ở đây, tiên đế cảm thấy an tâm vì cô và Bình An không phải là đối thủ. Lúc này tiên đế mới nhận ra hai người họ không những không phải đối thủ mà hai người họ còn ở cùng nhau. Ở tiên giới, hai người đánh cờ không khỏi kinh ngạc khi người họ phái đi đã bị giết. Họ không thể tìm kiếm được manh mối gì, mọi thứ như hoàn toàn bị ngăn cách. Người được họ phái đi không phải là một người tầm thường, người có thể hạ gục cô chỉ có thể là người kia. Họ đường đường là nhân vật số 1, số 2 thần giới ma vực, người kia làm như vậy còn coi họ là cái gì? Họ muốn tìm người đó và nghe lời giải thích từ người đó. Hai vị thần giới ma vực cùng nhau đi đến Vô Thượng Thiên, hỏi thần đế tại sao lại ra tay với ma vực bọn họ. Thần đế nhàn hạ nói hắn cũng không rõ nắm việc này. Nhưng khi nghe người kia nói tới việc người họ phái xuống hoang cổ tiên giới bị giết và việc ngăn cản nhân quả thôi diễn, hắn tức giận lao xuống kêu hai người kia nói ra tất cả tin tức mà họ biết cho hắn. Quay lại chỗ Bình An, nhìn những con yêu thú đứng sau cậu, đám người Lưu Soái có chút lo sợ hỏi cậu có chắc đây gọi là luyện tập không? Bình An tự tin khẳng định cậu đã dùng bí bảo khiến bọn chúng nghe theo cậu trong thời gian ngắn. Mọi người cứ yên tâm tập luyện. Phan Hằng nhớ lại, trước đây hắn từng bị con yêu thú này đánh cho tơi tả. Không lẽ nó là do Bình An sai khiến nó? Bình An giải thích việc đó không liên quan tới cậu. Cậu cũng mới phát hiện việc này hai ngày gần đây. Phan Hằng nhớ lại lúc đó hắn cũng không tôn trọng cậu, coi như đó là trừng phạt của hắn. Phan Hằng nói trận đấu này rất quan trọng với San San. San San trước đây không tạo đội được cũng là vì muội muội của cô gây rối. Phan Hằng định kể tiếp chuyện của San San thì Bình An đã ngăn cản hắn. Cậu nói cậu không có hứng thú nghe chuyện này, cậu tham gia luận võ là vì mục đích riêng của mình, gặp họ cũng là duyên phận. Cậu chỉ là một phàm nhân bình thường, không nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng dù mục đích là gì không phải chỉ cần họ thắng lần luận võ này là được rồi. Vào ngày diễn ra luận võ, từ sớm lôi đài tỷ võ đã xuất hiện rất nhiều người. Bình An buộc Hắc Cẩu vào một cái cây rồi nhắc nhở nó ngoan ngoãn ngồi đây đợi cậu. Thấy nó gật đầu cậu liền xoa đầu nó. Vừa định rời đi thì cậu va phải một cô nhóc, cậu vội vàng xin lỗi rồi rời đi. Cô gái kia nhìn thanh kiếm trên tay cậu không khỏi cảm thấy quen mắt, nhưng lại không tài nào nghĩ ra nổi. Không thể phân tâm nữa, việc quan trọng hiện giờ là cô phải tìm được hỏa điểu, nếu không lúc về sẽ bị mắng chết. Nghĩ kỹ lại, nếu thanh kiếm thực sự là bảo bối, chỉ cần cô lấy được nó mang về có lẽ sẽ sửa được sai lầm làm mất hỏa điểu. Nghĩ là làm, cô đi đến chỗ nghỉ ngơi bên lôi đài thì gặp đội của Điền Lai Trì. Cô đi tới gọi họ và hỏi cô không tới trễ chứ. Lai Trì hỏi đồng đội của mình nhưng ai cũng trả lời là không quen biết cô gái kia. Cô gái kia dùng pháp thuật với một tên trong đội và nhắc nhở hắn cô là Quách Thi Vận, là một thành viên quan trọng trong nhóm họ. Kiếm nhỏ từ xa nhìn thấy tất cả, nó không ngờ gần đây trong thế gian lại gặp được không ít người quen mắt. Tiêu biểu như hiện tại nó lại gặp được thánh nữ vận cơ tông tiên giới Quách Thi Vận. San San nói cho mọi người biết thể lệ cuộc thi gồm 2 vòng. Vòng 1 là thi đấu trên lôi đài, vòng 2 là thi đấu toàn thể, Bình An xung phong thi đấu trên lôi đài. Cậu nghĩ đội ngũ khác sẽ không để người mạnh nhất tham gia thi đấu lôi đài để giữ linh khí cho phần thi đấu đoàn thể. Thực lực của cậu trong đội lại thấp nhất, để cậu lên thi đấu vòng 1 là hợp lý nhất. Thấy mọi người không phản đối, Bình An vui ra mặt. Qua trận đánh lần trước trên phố cậu phát hiện ra cậu có thể học được võ kỹ của người khác rất nhanh. Cậu muốn mượn vòng thi này để học thêm các chiêu thức của những người khác. Trước trận đấu, Lưu Soái muốn nhắc nhở Bình An cẩn thận vì thái tử cũng tham gia,
Bình An tưởng hắn lo lắng cho cậu liền vui vẻ nói mình sẽ không gây cản trở cho họ. Nhưng sự thật Lưu Soái chỉ muốn nhắc cậu vì sợ cậu vô ý đánh phế thái tử thôi. Không ngờ vừa bước vào vòng thứ nhất đối thủ của cậu lại là thái tử. Vị thái tử này còn là người cậu đã cứu khỏi yêu thú. Vừa nhìn thấy cậu, thái tử đã vô cùng ngạc nhiên. Trình độ như Bình An cũng đến đây tham gia vậy họ còn đánh đấm gì nữa. Chuẩn bị xong, Bình An kêu thái tử tấn công. Không ngờ người kia không những không tấn công mà còn chưa đánh đã nhận thua. Những người ở dưới nghe tin thái tử thua không khỏi thắc mắc nhưng khi biết đối thủ của thái tử là Bình An thì họ cũng hiểu lý do tại sao. Bình An không những là ân nhân cứu mạng của thái tử mà còn cứu mạng rất nhiều người khác. Vì vậy những vòng sau, cậu chưa kịp làm gì thì đối thủ của mình cũng đã nhận thua rút lui. Bình An tự hỏi đây là đại hội luận võ hay đại hội cảm ơn vậy, biết như này cậu đã không ra sân. Đang cảm thấy chán nản thì có một người lên sân muốn đấu với cậu một trận. Người bước lên chính là tên đã bị cậu đánh ở trên phố. Hắn vẫn còn tức chuyện hôm đó bị cậu làm cho bẽ mặt nên muốn trả thù cậu qua trận đấu này. Bình An giờ mới phát hiện người bước lên sân là người cậu đã học được chiêu thức lúc trước rồi, liền kêu trọng tài muốn đổi người. Cậu còn cố tình nói kiếm của hắn không đẹp bằng của cậu. Tên kia muốn chấp cậu một kiếm, Bình An vui vẻ đồng ý, rút kiếm xông lên. Nhìn cậu đang tiến tới, tên kia tự tin thanh kiếm của hắn sẽ chặn được thanh kiếm của cậu. Nhưng sự thật phũ phàng, thanh kiếm của hắn chưa chịu được một kiếm của Bình An đã bị vỡ vụn. Thấy Bình An chĩa kiếm về phía mình, hắn vội vã ngăn lại nói nếu giờ cậu dùng vũ khí đánh thắng hắn như vậy sẽ không công bằng. Bình An không quan tâm lắm đến điều đó, nhưng nghĩ kỹ lại cầm một thanh kiếm chặt hắn cũng không hay lắm, dùng hai thanh kiếm có vẻ ổn hơn. Không thể đấu lại, tên kia quyết định nhận thua, vác bộ dạng thảm hại xuống đài đấu. Thái tử ngồi dưới quan sát, hắn không ngờ Bình An lại chơi ác như vậy. Nhớ lại những lời hai người vừa nói, hắn đoán con trai thừa tướng và Bình An chắc có khúc mắc với nhau. Hắn cần báo chuyện này cho phụ vương, đến trận thứ N, Bình An kinh ngạc nhìn đối thủ của mình. Cậu lớn tiếng hỏi ai đánh rơi trẻ nhỏ này, Quách Thi Vận tức giận mắng cậu một trận. Bình An lấy tay bịt chặt tai, cậu không chịu nổi sự ồn ào của Quách Thi Vận. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Quách Thi Vận nói cô rất có hứng thú với thanh kiếm của cậu, muốn đánh cược nó bằng trận tỉ thí này. Bình An hỏi cô muốn cược thế nào, Quách Thi Vận dùng pháp thuật muốn khống chế cậu tự dâng kiếm lên cho cô. Nhưng không ngờ khống chế của cô không có tác dụng với cậu. Không từ bỏ, nếu không tự nguyện đưa thì cô sẽ tự cướp. Thấy cô tấn công, mắt Bình An liền trở lên lóng lánh. Cuối cùng cậu cũng học được chiêu thức mới, Quách Thi Vận kinh ngạc khi không tấn công trúng người. Bình An cũng kinh ngạc không kém, cậu không ngờ tốc độ học chiêu thức của cậu lại nhanh như vậy. Quách Thi Vận tiếp tục tấn công, cô phát hiện thân pháp Bình An sử dụng lại giống hết của cô. Cô tức giận hỏi cậu đã học hỏi thân pháp này từ đâu, đây là mật kỹ của tông môn cô không truyền ra ngoài. Bình An bình tĩnh nói là học từ cô, thấy cô không tin mình, cậu nói cô nếu muốn kiểm chứng thì hãy cùng cậu so võ kỹ. Quách Thi Vận đồng ý, mật pháp đã bị lộ, cô phải lấy mạng cậu. Cô vừa rút kiếm, một luồng sức mạnh lớn đã bao trùm đài thi đấu. Người dưới khán đài kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay cô, đó là linh khí cực phẩm. Rốt cuộc cô gái kia là ai mà có thể sở hữu loại linh khí này? Quách Thi Vận phát động chiêu thức, chuẩn bị tấn công Bình An. Bình An không ngờ người tu tiên đều thích đọc khẩu quyết. Cậu cũng đọc thử xem sao. Quách Thi Vận tự tin thể hiện võ kỹ tối cao của tông mình. Nhưng khi mở mắt ra, cô kinh ngạc khi nhìn thấy Bình An cũng đang thể hiện võ giống hệt mình. Rốt cuộc cậu là ai? Cô chưa từng nghe thấy thiên tài cấp bậc này. Vừa rút kiếm ra thì cô cảm nhận được khí tức của hỏa điểu. Quách Thi Vân kêu cậu có bản lĩnh thì chờ cô quay lại đấu tiếp. Nhìn cô rời đi, Bình An hoảng hốt kêu cô trước khi đi hãy nói cho cậu cách hủy chiêu, nhưng có vẻ đã quá muộn. Những người dưới đài nhìn cậu không khỏi kinh sợ. Mọi người vội vàng chạy khỏi nơi này. Hệ thống cũng hiện lên thông báo chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Bình An tức giận kêu nó nghĩ biện pháp giúp cậu. Một lúc sau, chiêu thức đã tự hủy, chủ trì tuyên bố đội Điền San San đạt hạng nhất. San San không tin nổi bọn họ không làm gì mà cũng giành được hạng nhất. Bình An không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Vốn muốn thể hiện một mặt đẹp cho mọi người biết, không ngờ lại biến thành ma đầu như thế này. Thái tử đi đến an ủi cậu, hắn cũng mời cậu tối nay đến dự sinh nhật của hắn. Bình An kiểm tra thời gian truyền tống về thấy không kịp, cậu liền từ chối thái tử và nói sẽ gọi người tặng lễ. Sau khi cáo từ mọi người, cậu liền rời đi. Đang ngồi trong sân, Giao Phay cảm nhận thấy có gì đó đang tới. Một con hỏa điểu khổng lồ bay tới, đây là tiểu đệ Phượng Hoàng Gà gọi đến. Phượng Hoàng Gà kiêu ngạo nói nó gọi hỏa điểu tới đây chủ yếu là muốn cho hỏa điểu một phần cơ duyên. Nó đảm bảo hỏa điểu có thể trở thành Phượng Hoàng nhưng với điều kiện trao đổi là hỏa điểu phải nghe lời nó. Hỏa điểu ngu ngơ chưa trải sự đời. Nó không hiểu người đứng trước mặt là ai liền mạo muội hỏi. Phượng Hoàng Gà cuối cùng cũng nhận ra bộ dạng hiện tại của nó rất khó coi. Nó hiện hình dáng thật của mình là thiên phượng khiến hỏa điểu không rét cũng run.
Phượng hoàng gà đảm bảo, chỉ cần một năm nó sẽ biến hỏa điểu thành phượng hoàng. Đây là cơ hội tốt, hỏa điểu không cần nghĩ liền đồng ý với phượng hoàng gà. Quách Thi Vận vừa đạp cửa tìm hỏa điểu, cô đã tái mặt run sợ khi phát hiện khí cơ trong viện này, cái nào cũng mạnh hơn tiên đế. Vật trong viện cảm nhận được bình an sắp về liền vội vàng trở lại vị trí cũ. Thấy hỏa điểu vẫn ngu ngơ đứng im một chỗ, phượng hoàng gà nhắc nhở nó nhanh nghĩ cách đi trốn. Đang không hiểu chuyện gì, Quách Thi Vận cảm nhận được đằng sau có người liền quay lại. Bình An nhìn người ngồi trước cửa nhà mình không khỏi kinh sợ, bằng cách nào mà cô gái này lại bay đến nhà cậu nhanh như vậy? Chẳng nhẽ cô đến đây là để báo thù? Những việc xảy ra tiếp theo khiến cậu phải câm nín không biết phải làm sao. Quách Thi Vận ôm chặt chân cậu, liên tục nói xin lỗi. Đúng lúc này, Đoàn Hân Hân và Tô Linh vừa đi chợ về. Nhìn thấy cảnh này, Đoàn Hân Hân không ngờ gu của Bình An lại là loli. Bình An bối rối, cố gắng gỡ Quách Thi Vận ra khỏi người mình, vội vã giải thích. Quách Thi Vận vẫn chưa hết sợ, nhìn ba người bọn họ cô đoán đây là một gia đình hạnh phúc. Đoàn Hân Hân đi tới muốn đỡ cô dậy, những hình ảnh dịu dàng đó trong mắt Quách Thi Vận lại hóa thành Đoàn Hân Hân đang đe dọa cô vì đã cướp người đàn ông của mình. Quách Thi Vận vội vã chạy đi, Bình An vẫn cố gắng giải thích. Đoàn Hân Hân che miệng cười, cô nói cậu không cần giải thích cho cô. Bình An cũng không hiểu tại sao cậu lại sợ cô hiểu nhầm mình. Đoàn Hân Hân đề nghị Bình An thay đổi cách xưng hô với cô gợi ý cậu có thể gọi cô là Hân Hân. Vừa nhắc đến cái tên này, Bình An bỗng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như đã từng kêu ở đâu rồi. Hình ảnh một buổi lễ cưới hiện lên trong đầu cậu. Bình An nắm chặt lấy Đoàn Hân Hân, gọi cô là Trương Ngữ Hinh. Đoàn Hân Hân kinh sợ khi cậu đột nhiên nhớ ra chuyện này. Cô búng tay cho thời gian và không gian dừng lại. Không ngờ cô làm mọi thứ, đổi cả tên mà phong ấn vẫn bị lỏng lẻo. Dựa theo kế hoạch bây giờ chưa phải lúc để cậu tỉnh lại. Cô phong ấn lại ký ức của cậu một lần nữa, rồi cho mọi thứ trở lại. Bình An sau khi tỉnh lại, cậu nhớ cậu định nói gì đó mà hiện tại lại không thể nhớ ra nó là gì. Bỗng cậu nhớ lại cậu đã để quên hắc cầu ở chỗ đấu võ. Thấy hỏa điểu đang co ro trốn trên nóc nhà, Điềm Hân Hân không nỡ nhìn, quyết định bồi thường cho họ. Quách Thi Vận đang nghỉ mệt thì trước mặt cô xuất hiện những thông báo kỳ lạ. Tại Vận Tông Cơ, nhà Đông Lai đang trách Trương Lâm Y vì đã để mất hỏa điểu. Ông càng giận hơn khi Trương Lâm Y nói lỗi đó là do Quách Thi Vận làm và cô đã kêu con bé ra ngoài đi tìm hỏa điểu về. Thấy cô vẫn tiếp tục đổ lỗi cho Thi Vận, ông liền cầm chày ra đe dọa. Kêu cô là sư tôn của Thi Vận thì phải gánh chịu sai lầm của con bé. Đang lúc hoang mang thì Thi Vận về. Nhìn thấy cô, Trương Lâm Y đã mặt đầy tức giận, nghĩ cô ham chơi lên mới để mất hỏa điểu, lần này phải để lão tổ dạy dỗ lại cô. Nhà Đông Lai vừa nhìn thấy Quách Thi Vận đã tỏ ra vô cùng ôn nhu, vui vẻ xoa đầu cô. Nhìn cô đáng thương nói không thể bắt được hỏa điểu. Ông liền tức giận cầm chày muốn dạy dỗ Trương Lâm Y. Quách Thi Vận khuyên ông đừng tức giận, cô kể cho ông việc mình đã gặp ở viện của Bình An. Nghe cô kể, nhà Đông Lai không khỏi nghi ngờ, Trương Lâm Y cũng ở bên cạnh nhân cơ hội nói xấu cô. Nhưng không ngờ, ông không những không trách Quách Thi Vận mà lại quay ngược lại muốn xử lý cô. Trương Lâm Y giận cá chém thớt, đùng đùng tức giận kêu Quách Thi Vận đi xin lỗi nhà Đông Lai. Quách Thi Vận giận dỗi nói mình không nói dối, vị kia còn bồi thường cho họ pháp quyết bá thiên. Nghe đến đây, nhà Đông Lai cũng không chịu được, đi tới khuyên cô còn nhỏ không nên bịa chuyện. Quách Thi Vận từ trong người rút ra một cuốn sách đưa cho nhà Đông Lai. Trương Lâm Y kinh ngạc, cô vẫn không tin chuyện Quách Thi Vận nói, cô nghĩ cuốn sách đó chỉ giả. Nhưng sự thật lại khiến cô muốn đập mặt vô tường, thế giới quan sụp đổ. Nhà Đông Lai cầm cuốn sách, mắt long lanh hỏi lại Quách Thi Vận để xác nhận lại sự thật. Nghe Quách Thi Vận nói, nhà Đông Lai đoán mọi chuyện diễn ra đều đã nằm trong kế hoạch của người kia. Quách Thi Vận nhớ lại, cô nói với ông họ có thể nhờ thái tử và mấy người cùng đội Bình An để lấy lòng cậu. Nhà Đông Lai không ngờ Thi Vận lại thông minh như vậy, còn kêu Trương Lâm Y sau này phải học hỏi cô. Trương Lâm Y cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao Quách Thi Vận cũng là đệ tử của cô. Tại Vương Chiến Võ, mọi người đều không biết nói gì, nghĩ Lưu Soái đã bị lừa khi nhìn thứ trên bàn. Lưu Soái tự tin nói hắn đã có kinh nghiệm lừa người nên không thể nào bị người khác lừa được. Phan Hằng hỏi hắn có phải hiểu sai ý của Bình An không. Lưu Soái khẳng định mình không hiểu sai, thứ này là hắn đã mua ở con phố ngày trước hắn hay bày sạp. Nhớ lại thì hắn cảm thấy không có ấn tượng gì lắm về người bán hàng. Việc dâng món lễ vật này cũng trở thành một việc khó khăn, Lưu Soái cũng không biết tác dụng của viên đá này là gì nữa. Phan Hằng an ủi Lưu Soái, Lưu gia phát triển như vậy, đến vương thượng cũng sắp xưng huynh gọi đệ với họ rồi. Việc Lưu Soái tặng lễ vật gì chắc cũng không sao đâu. Tiếp tục suy nghĩ cũng không ra, e rằng chỉ có mang nó tới yến tiệc mới có thể hiểu được. Sau khi nhập tiệc, lễ vật cũng lần lượt được dâng lên. Nhìn những món đồ xa xỉ lần lượt được dâng lên, Lưu Soái không khỏi khóc ròng, như này bảo hắn lấy đồ kia ra kiểu gì. Nhìn ánh mắt mong chờ của thái tử càng làm Lưu Soái không biết làm gì. Lấy lại tinh thần,
quyết định tin tưởng bình an. Vừa định lấy lễ vật thì một vòng xoáy xuất hiện. Nhìn thấy người bước ra là người đã đấu với bình an, Lưu Soái lo lắng người này đến đây để báo thù. Thấy mọi người ở đây có vẻ hoảng hốt trước sự xuất hiện của họ, nhà Đông Lai giải thích họ chỉ tới đây để tham gia yến tiệc, sẵn tiện tặng lễ vật. Nghe cách nói chuyện của Nhạc Đông Lai, thái tử nghĩ ông đến đây là vì bình an. Quách Thi Vận nhanh nhào hỏi mọi người về bình an nhưng lại nhận được tin là cậu hiện tại không có đây. Nhà Đông Lai không khỏi cảm thấy thất vọng, ông lấy ra thiên phú bài muốn tặng cho thái tử. Thái tử bối rối nhận lấy món quà quý giá này. Lưu Soái lên tiếng nói bình an có nhờ hắn mang lễ vật tới. Lưu Soái ngại ngùng bê lễ vật ra, vừa nhìn thấy nó đã không khỏi ngạc nhiên. Đây là đá chuyển năng cấp trung chính, là nguyên liệu để chế tạo thiên phú bài. Coi trọng lượng này có thể cho ra được 3 tấm. Người kia bảo ông đến đây có lẽ là muốn ông giúp họ chế tạo thiên phú bài. Thái tử cũng không khỏi thắc mắc, hắn đã có thiên phú bài mà Nhạc Đông Lai tặng, không biết dụng ý của bình an là có ý gì. Nhìn qua, thái tử thấy ba người đồng đội của bình an, hắn đột nhiên nghĩ ra có thể món đồ kia là để cậu lôi kéo quan hệ với ba người này. Nghĩ vậy, thái tử liền tuyên bố tặng 3 tấm bài cho ba người kia. Lưu Soái lại rút ra một viên đá nhỏ khác hỏi Nhạc Đông Lai có biết tác dụng của nó. Vừa nhìn thấy viên đá, Nhạc Đông Lai đã nhào tới hỏi Lưu Soái có bằng lòng làm đồ đệ của ông. Lưu Soái nghe vậy không chần chừ liền quỳ xuống bái kiến sư phụ. Phía bình an, sau khi ngủ dậy, nhìn xung quanh, cậu có chút thất vọng vì lần này không bị Mộng Du đi sang phòng Đoàn Hân Hân. Nghĩ rồi, cậu cảm thấy thật xấu hổ, tại sao cậu lại có cái suy nghĩ như vậy được. Đoàn Hân Hân theo dõi hành động của cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ, chuyển cho cậu phần thưởng của nhiệm vụ trước. Nhận phần thưởng, bình an kinh ngạc. Mới chỉ hoàn thành một ải mà cậu đã lên tới cấp Nguyên Anh năm rồi. Vậy nếu hoàn thành 100 cửa ải không phải cậu sẽ trở thành vô địch sao? Bình an vui vẻ kích hoạt công năng mới, cậu ngại đỏ mặt khi đó là ba con sói. Thấy cậu định bỏ đi, hệ thống vội vàng kêu cậu dở mặt sau. Bình an lật lại mặt sau, không ngờ hệ thống xuất hiện rất nhiều vật dụng như súng, bom. Có điều hiện tại thứ cậu muốn đổi đó là xe máy. Bình an thử tưởng tượng cậu Lai Tô Linh đi chơi trên chiếc xe máy, tự dưng cảm thấy rùng mình. Hệ thống nhắc nhở cậu chọn phương pháp đạt được giá trị hối đoái. Sau một hồi suy nghĩ phân tích, Bình An quyết định chọn cái thứ ba. Đoàn Hân Hân bất lực, cô đã gợi ý như vậy mà cậu vẫn trực tiếp loại hai đáp án đúng, liệu có phải cậu cố ý trêu cô không? Hệ thống xác định phương thức Bình An chọn, vừa nhận được kỹ năng mới, Bình An đã vui vẻ vác bộ mặt thiếu đánh của mình đi dọa Tô Linh, khiến cô sợ hãi chạy đi mách Đoàn Hân Hân cậu ngủ đến ngu người rồi. Bình An đuổi theo bắt cô lại, chỉ muốn cô nói một câu thích cậu. Nhưng không ngờ Tô Linh phản ứng kịch liệt nhất quyết không muốn nghe cậu nói. Đoàn Hân Hân thấy ồn ào liền đi ra xem sao. Tô Linh vừa thấy cô thì đã bán thảm chạy tới nấp sau cô, làm mặt hề nói với Bình An cô thích Hân tỷ. Bình An không ngờ mới có mấy ngày mà Tô Linh đã bỏ cậu theo phe khác, nhưng khi nhìn lại Đoàn Hân Hân tim cậu lại đập mạnh như muốn bay ra ngoài. Cậu ngại đến đỏ mặt, lấy lý do ra ngoài rồi rời đi. Tại tiệm thuốc Sâm Bảo, vị đệ tử trẻ tuổi kể cho sư phụ về nam chính trong cuốn y học. Nam chính là một y giả lang thang du ngoại bốn phương, không có bệnh gì là hắn không chữa được. Nhưng chỉ có một bệnh, là một nam thích một nam là hắn không chữa được. Sau đó bản thân hắn cũng bị lây bệnh này. Vị sư phụ sau khi nghe hắn kể, hỏi hắn có chắc chắn đây là y thư không. Trong sách có nói loại bệnh này được gọi là Long Dương Chi Hảo. Vị sư phụ kia giải thích cho hắn có rất nhiều ghi chép về bệnh này, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Đúng lúc này, Bình An đi tới hỏi vị sư phụ kia có thích cậu không. Vị sư phụ kia lúc đầu còn vui vẻ nói cậu là người tốt, nhưng vừa định trả lời câu hỏi của cậu, hắn bỗng nhớ đến câu chuyện vừa rồi, vội vàng hỏi Bình An loại thích mà cậu nói có phải là loại thích bình thường không. Nhìn Bình An ngại ngùng nói chắc là loại không bình thường, hai người kia kinh hãi lùi về sau. Sau khi phán cậu không chỉ có bệnh còn là bệnh Long Dương Chi Hảo, hắn liền vội vã chạy đi. Cậu chỉ muốn kiếm điểm thôi mà, không ngờ người của thời đại này lại nghĩ tới mặt kia. Vừa định quay lại hỏi vị đệ tử trẻ tuổi kia thì hắn đã nhìn cậu sợ hãi thu người lại không muốn cậu tới gần. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn có ý kiến gì thì đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới nhé. Và đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!